đồ da heo. Ăn theo kiểu lựa chọn. Miếng ngon. Bánh mì dành cho người mẫu. Ừ. Đó. Chan thêm nước sốt nữa. Xin chào cô chú anh chị và các bạn quay trở lại kênh Nhân vật Sài Gòn và du lịch nhé. Hiện tại mình đang có mặt bên hàng heo quay phim Mai. Hôm nay cô đây tiếp tục quay heo và làm bánh mì giới thiệu đến cô chú bạn cùng đón xem nhé. Thì đang chặt heo quay cho khách. Chặt không anh? Chặt. Để cho mà để riêng. Để riêng giùm em đi chứ. Rất đều và đẹp. Trời ơi, hàm ký, hàm ký. Hàm ký em bởi vì thầy hàm của hàm đó. Mấy ký? Này kể. Hàm ký hàm bả rồi. Con biết chú chủ đâu. Con lấy tiền chú chủ. Chưa chị ơi. Heo heo chưa ra 8:30 mới ra, heo chưa ra. Sắp ra chưa? Đó là 2 kg hả chị Lâm? Dạ 2 kg. 2 kg rồi, thấy chưa? Mới nói rồi. Mới vô cái là 3 kg liền. Để chị nghỉ ngơi xíu rồi bắt đầu. Công Trang đúng không? Đúng rồi, đúng rồi. Tiếng may mắn nhỉ. Hôm nay đó, hôm nay người ta đi giống tàu nhiều rồi, thành ra heo quay cũng nhiều. À thế hả? Ờ, Ly hôm nay cũng đi Vũng Tàu á. Hèn chi hôm nay khách mua heo quay nhiều như vậy. Hóa ra là em đi Vũng Tàu. Em hôm nay đi hơi xa quá đó. Đi tận Vũng Tàu á. Hai lạng xíu, ba lạng em quay chặt. Đó, khách mua quá trời luôn. Rồi, 45.000 ba ổ. Ở đây địa chỉ tại số 189 đường Phạm Phú Thứ, phường 4, quận 6 nha cả nhà. Thời gian mở bán từ 6:30 sáng đến 18:00. Đây mọi người đến mua heo quay rất đông này. Đông quá trời. Chặt nó liên tục. 160 đi anh. Mai bán 30.000 nè, quay mai. 30.000 chị. Bữa nay nghỉ hè người ta đi Vũng Tàu nhiều. Sướng à, mấy người đi Vũng Tàu sướng quá. Vũng Tàu. Đi Vũng Tàu hay là đi Tây Nguyên thôi? Vũng Tàu à? Người ta đi Vũng Tàu tắm biển trời nắng. À. Còn ở chị Hằng. Hàng chi? Đi Vũng Tàu hàng chi? Chị Tâm ở nhà chặt heo quay. Ủa hôm nay mới đi Vũng Tàu. Hôm nay cả chị Tâm đi luôn. À chị Tâm cũng đi luôn hả? Cả team đi mà. À. Chặt cơm bò anh ơi. Chặt cơm bò. Bò mình em đi đâu? À. Đó chặt heo mà cao cấp cái đó đó. Đi Vũng Tàu chơi du lịch. Đi như nào? Còn đẳng cấp hơn cả. Đi Vũng Tàu cũng được đi. Đi à. Ý là nghỉ cả băng đi đó, hiểu không? Chứ không có chia nhau đi. Sung sướng. Mấy ký? 320 ký. Chị ký thì chặt vừa ăn, ký chặt. Chặt vừa ăn, ký chặt vừa ăn. Một ký chặt. Cái này ký bóp chị lấy luôn không? Bỏ cho nó nhậu chưa mà xem nó.
Có ăn vô ăn tốt ở đây thì còn ăn bơ chưa. Kia nó thật quá trời, kia là chiều không có khách đâu. Để đi ly ngồi nghỉ xíu, hết thì kẹp xong tốt hơn nữa. Đây thì chị do ông trời cũng thương ly đó, thấy ly mệt cho nghỉ một xíu đó. Rồi, cho nghỉ một xíu chứ. Mọi người ra có phúc như vậy đó. Kiểu đó là chỉ có dầu thôi, chứ cá sao nổi. 15 đúng rồi, heo quay bà Mai á. Gà heo, gà heo 8 thì dưỡng quá. Thiệt chứ, nó thiệt chứ. Phải nghỉ ngơi đó chứ. 150 kg rồi. Liên tục có lại mà chặt cho nổi. Mấy hả? Có thời gian để đi sắm vàng luôn. 8-7 kia kia cô đặt mấy cái. Đúng rồi, cái coi. Đây thịt bò loại 320.000 một ký cả nhà. Còn đây xa xíu 300.000. Hôm qua hôm kia tới 7 bao giờ nhớ 200.000 vụ ngày cúng. Đâu nhớ đâu, ở nhà. À với tài giấy cô. Ở nhà cho nó. Ngày hôm qua anh dở lịch ra anh chưa có. Đây đây. Lịch ra anh coi trời ơi. Ở đây đi công tác. Không phải, tưởng anh Long năm nay trúng mùa sầu riêng. Hôm qua nói rồi, năm nay trúng mùa sầu riêng đó. Long là đi bán ổng thì... Khán giả nói là ông chỉ có quay 3 nhiêu? Bữa hả? 15 thì ông hổ. Hay quay hổ, hai chục nè. Chiều ông sầu riêng. Mà tối thì ông bánh xèo. Rồi, có ngày có nhiều à. Mà trong khi là cái đây là cuộc sống. Nhét cho chị lò bánh mì nè, hổ 15 nè. Đó, bánh mì tí hon hả? Đó. Ồ, 15.000 đó. Ờ, nhìn xinh không? Đây, trời ơi. Đây đem theo ăn hả? Bà chủ lò bánh mì mang qua đó. Đây. Dễ thương quá hả? 15.000 heo. Đâu làm bánh mì đó bao nhiêu tiền nữa? Bánh mì tí hon. Đó, có dưa, có ngò. Nhét bột thịt heo vô. 300 gram, 3 giỏ. Chặt không ngon. Chặt. Trời ơi, da heo. Ăn theo kiểu lựa chọn. Miếng ngon. Bánh mì dành cho người mẫu. Ừ. Đó, chan thêm nước sốt nữa. Dễ thương quá à. Dưa ớt lên luôn. Đó, có ớt đầy đủ luôn, topping. Đây. Ồ, này bao nhiêu tiền? Tính rẻ thôi. 5.000. Đó. Đó, 5.000 mốt ra lại kêu muốn này, không 5.000 trả luôn á. Cái lòng chặt. Nói lọ chứa là ông sản xuất của mình. 300 dạ. Dạ, 300-500 ngàn cô. Cái đó bà giỏi phải không? Ba rồi. Là
tiếp ổ nữa. Chắc cái ổ đó phải quất 3 ổ quá. Cái gì em? Ổ mì 20. Em ổ mì 20 cho chị ảnh thôi. Cái này chứ không ngon, không ngon. Ổ không ngon của chị này. Cái đây vậy? Anh hết hồn luôn á. Đây, không ngon đây. Ổ 20 nữa, 35 chỉ đây. Một ổ không dương ngọt phải không? Ơi. Trong hai ổ có ổ không dương ngọt phải không? Ổ nè. Được không? Được. Lấy này được không? Đó, hai ổ đó 20. Ổ này bình thường mà. Dễ thương không? Đây. Được không? Đây. Cái này là của em. Cái mẫu, mẫu, chị mới làm mẫu. Cái này 20 phải không? Được, được. Đâu ra vậy? Cái này cứ ướp luôn nha. Đây đổ, 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 đổ. Là mỏ con dương à. Mỏ nó nãy có đưa đâu. Là đây đây em nữa. 15 á. Em không sợ ra đưa đi. Em qua nước gì nè. Là 15 ngàn nè. Con dương này nước chai của ai nè. Là 15 ngàn nè. Mấy ổ nè. Đã tùy rồi đó. Em không làm bánh mì hay chặt thịt vậy hả? Cái này của ai? Cái này của ai? Trả tiền chưa? Người ta chưa lấy bánh mì. À, đây rồi. Lấy rồi. Lấy rồi. À, bây giờ là của tôi nè. Ủa, bóp đi luôn rồi. Ủa, mấy anh để em bảy đi. À, không phải là em có ông lộn á. Thử cái này em bơ không lợi chứ. Có chứ, có chứ. Anh tấp đi rồi, giờ còn chui với anh Bơ rồi. Mấy nay không thấy anh tấp ta. Tấp... ở đây vậy? Nhà mình đi vớt cái đá rồi. Nãy mấy hai ổ bánh mì mini đó ở đâu ra vậy? Ba ổ mà đi xử hết ổ rồi đó. Đâu, cầm lên xem với. Này các bạn, này bán nhiêu ổ đây? 5 ngàn. 5 ngàn hả? Lâu lâu mới tới rồi. Nãy tới 3 ổ lần mày em biết cái đấy. Trời ơi, quất nó ổ rồi. Là có chị Hằng làm bánh mì đó cho khách luôn hả? Ồ, còn dư bột á, cái bà hay làm tí bữa đem. Hay quậy vậy ha. Nửa ký nguyên. Ôi, chặt không? Chặt. Nửa ký chặt quá. Chị Thu là đi du lịch về rồi đó hả? Được rồi, về rồi. Ơi. Du lịch Gò Công. Ủa là sao? À, đi Gò Công á. Chứ không đi Xuân Tiên ở lộn tàu hả? Đó. Có gì vui kể nghe chị Thu ơi. Về biển Dầm Lá mà. Về biển Dầm Lá. Biển Dầm Lá hả? Dầm Sáu. Chưa đi nên không biết luôn. Tưởng đâu biển Gò Công thì biết. Tâm trên biển nè. Tâm ăn đi, trời có gì đâu. Ăn đi, bánh mì ngon mà. Ừ. Em ăn luôn đi, quay cho, trời ơi. Cái này có dưa ngò luôn nha. Cái dưa quá vậy. Còn cái này. Cái này ăn thành 10 ổ, no quá. Hai ổ hả? Đó, ăn nó luôn đó. Mắc cỡ. Nè, chứ chị Tâm ăn nè. Em ăn thì mì lắm anh ơi. Dạ. Ba ổ mà. Nè. Để lấy cái hai ổ mì đi vậy. Ăn bánh mì vậy nha. Để lấy hai ổ mì. Hai ổ mì luôn. Để em bán mì không ai chỉ hồn cho họ tới luôn. Chưa, ta chưa có gì hết trơn. Chưa. Ổ mì đó.
Bữa nay mình bán thêm bánh mì mini chứ. Mẫu hơn, nó mẫu hơn. Mẫu hơn. Đó là mẫu. Mốt đêm qua. Mà mốt giá người ta được kiếm bánh mì 5 ngàn là ly đi kiếm cho em nha. Bắt đầu chị nằm. Không tư nến mà mày bài không à nào ơi. Nắng nó đông chết. Chị Thu về hào nào? Nắng mùng 10. Ủa quá. Là chị Thu không có đi chung với chị Mai hả? Không. À, đi chơi riêng ha. Bắn tẻ ha. Đi lẻ không? Ở đây đa số đi lẻ không? Bánh mì heo quay 15k một rồi. Quay heo ăn nhiều heo quá mập. Sao ốm đẹp mập dễ thương. Cảm ơn chị Thu. Béo 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 cho dễ thương quá. Thế mấy đứa nít không? Tròn tròn là nhiều người cưng à. Này tóc bạc luôn rồi, nít đâu chị ơi. Chị nghe cậu ngồi đâu chưa? Cậu lắc đầu. Hello chú Thành. Hello. Trời ơi, thấy lâu dài dữ vậy. Hello. Chú Thành làm tên gọi. Nó rung luôn rồi đó. Hello. Nãy quên tặng chú Thành ổ bánh mì để ăn chống đói nguyên ngày. Ăn chống đói rồi chưa ăn lâu vậy đó. Ổ mì dễ thương á. Năm tiếng cho bánh mì không? Có. Ổ mì em làm rồi. À, cất không. Dễ về lấy trong máy chụp được, tí về lấy ra chụp được. Điện cho chị Hằng nó mang tiếp qua để chụp hình. À.
Chú Thành có đi Vũng Tàu không chú Thành? Không, chú đi cái bệnh Vũng Tàu mà. Đây chú Thành mới chở heo qua xá xíu là đi biển Đồ Công nha. Heo quay thì Tâm bắt đầu xếp xá xíu lên. Đi Tàu Vũng Tàu à. Alo chị. Vũng Tàu. Dạ dạ. Em order người hết thì giấc nãy nữa. Bắt đầu báo nè. Quá liền luôn. Quá liền luôn. Không có luôn hả? Mới hỏi dò cứ vừa đi là dò vừa qua nói các bạn. Họ đang thi được rồi mới bên lò quay xong luôn chị. Cái này để không? Không được chứ. Rồi tập tập cho rồi. Thôi, hay vậy mới order 10 cái bánh bánh mì qua tới luôn rồi kìa. Đâu? Đâu? Hả? Hôm nay đi Vũng Tàu hả? Sao? Hôm nay đi Vũng Tàu hả? Cái này kiếm thôi này chẳng gì ơi. Về mang 10 bánh mì cho ly kìa. Mình thay đồ mình chuẩn bị đi Vũng Tàu ra đi hỏi ủa anh thay đồ đi đâu vậy? Không, thôi về. Yeah. Đi Vũng Tàu chụp hình quay phim nè. Cái gì? Đi thôi. Thôi. Mua anh thử đi. Thôi. Cái gì kỹ lòi đâu. Tùy anh thử. Lòi giống như kia. Có chung một phim đó thì có mẹ. Chơi chơi giận. Mày có rồi. Mấy giờ em. Vậy thôi chứ đâu có giận đâu. Thế mày số dụng kẻ đã đàn rồi. Thì mày mày cái là sao gì? Mày ba là sao mày? I don't know.